đô thị đổ thạch thái tử binh vương thần hào báo thù quyền mưu sản văn quyền ngự tỷ người không có tiền phi nghĩa không giàu ngựa không cỏ đêm không béo chuyển phát nhanh đưa tới văn kiện của đế vương lục tỳ hưu long thạch chủng giá trị liên thành tin nhắn ngân hàng thông báo đến sổ sách 200 triệu nhưng diệp thanh không có chút hưng phấn nào như trời giáng tiền phi nghĩa bởi vì đây là sư phụ đang cầu cứu vì báo thù hắn nghĩa vô phản cố xông vào đổ thạch chi đô bởi vì đổ thạch mà sinh ra ân cừu cần dựa vào đổ thạch để chấm dứt. Nhưng đổ thạch cho tới bây giờ đều là một đao thiên đường, một đao địa ngục. Thạch đầu không gạt người, gạt người đều là người. Trong vòng đổ thạch lòng người như quỷ vực. Nhưng mà, mỗi một tảng đá đều cất giấu người với người lục đục với nhau, huyết lệ ân cừu. Chương 1 Thiên hạng hoành tại hai ức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Kyoto, chợ đồ cũ phan gia viên Nơi này tuy rằng bán được là đồ cổ, nhưng ở cuối đường lại mở mười mấy nhà đổ thạch phường, thạch đầu trai chính là trong đó lớn nhất một nhà. Sáng sớm, còn chưa tới 8 giờ, thạch đầu trai đã là sóng người mãnh liệt, tiếng người sôi sùng sục. Đa số du khách đến Bắc Kinh du lịch đều đến Phan Gia Viên Đạo Bảo. Tuy rằng mỗi người đều biết, đồ cổ trên hàng vỉa hè, 99% đều là hàng giả, nhưng trăm dặm còn có một. So sánh với không hiểu giả bộ hiểu, Sống lớn đào cát từ hàng vỉa hè đào đồ cổ, đổ thạch kiếm tiền nhanh hơn trực tiếp hơn. Một đao hạ xuống, là tảng đá hay phỉ thúy vừa nhìn là hiểu ngay. Nhưng không ai quan tâm, dòng nước này còn sâu hơn cả đại dương. Chỉ có khách đổ thạch chân chính mới hiểu được sự khủng bố của nhất đao thiên đường, nhất đao địa ngục. Cửa hàng không lớn, 200 mét vuông, vào cửa chính là hơn 10 hàng kệ gỗ thô, mặt trên chằng chịt có thứ tự bày mấy trăm khối phỉ thúy nguyên thạch nhưng nguyên thạch ở đây cũng không lớn, 1 kg, 2 kg, 10 kg đến đỉnh. Có toàn bộ tiền cược ở các cửa khẩu, nửa tiền cược mở cửa sổ, có phải một đao phất nhanh hoàn toàn dựa vào nhãn lực và vận khí hay không? Diệp Thanh đứng ở đầu cầu thang, nhìn khách đổ thạch chen chút tới, từng người ngưng thần tĩnh khí chọn lựa tảng đá, lúc này mới đắc ý cười, xoay người muốn lên lầu. Lão bản, chuyển phát nhanh của ngươi. Mặc âu phục màu đen bên người, chải tóc đuôi ngựa hiên ngang mỹ nữ điếm trưởng thấy diệp thanh muốn đi lập tức đưa tới một cái hộp giấy diệp thanh đem hộp giày lớn nhỏ chuyển phát nhanh nâng ở trong tay lại cười nói một tiếng cảm ơn mỹ lệ quản lý thưởng cho hắn một cái mị nhãn đưa mắt nhìn hắn đi lên lầu hai mỹ nữ quản lý ảm đạm thở dài cười thầm chính mình là một cái háo sắc nữ nhưng không thể không thừa nhận tiểu tử này đích xác có để cho nữ hài tử si mê tiền vốn cao một mét tám thân thể mập gầy vừa phải. Khuôn mặt trắng nõn góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, hiện ra ánh mắt khiến người ta trầm mê, lông mày rậm rạp, mũi cao cao, môi mang theo ý cười không chỗ nào không phô trương cao quý cùng ưu nhã. Càng khó được đáng quý chính là, hắn không có dựa vào phụ huynh trợ giúp, chỉ dùng thời gian 3 năm liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có được thạch đầu trai giá trị trên trăm triệu. Diệp Thanh lại không để ý tới tiểu tâm tư của quản lý mỹ nữ, dùng một câu châm ngôn mà nói quá quen thuộc không dễ xuống tay Lầu hai rộng rãi bị đánh thành bốn gian phòng phòng khách phòng làm việc nhà kho cùng phòng ngủ nhưng công việc duy nhất của hắn chính là mở cửa sổ cho nguyên thạch có khả năng giải phỉ thúy nhất diệp thanh đem hộp chuyển phát nhanh đặt ở trên bàn ông chủ lấy ra túi bong bóng nhựa thật dày bên trong lấy ra một cái hộp gỗ đàn nho nhỏ sau khi mở nắp ra ánh mắt của hắn đã bị một vệt màu xanh biết nồng đậm hấp dẫn Long thạch chủng đế vương lục tỳ hưu cầm kiện. Sư phụ chơi bàn mấy chục năm, bảo bối chưa bao giờ rời thân. Diệp Thanh lấy ra đèn tinh cường quang, bật đèn nhìn kỹ. Khối long thạch này hình tỳ hưu, không có hoa văn bông, tạp chất, bóng loáng nhẵn nhụi như tơ lụa, cực kỳ ôn nhuận, huỳnh quang bắn ra bốn phía, nước tràn đầy, làm cho người ta cảm giác nước sắp tràn ra. Nắm ở trong tay, một cổ dòng nước ấm theo cánh tay lan tràn toàn thân xua tan kinh đô tháng ba đảo Xuân Hàn. Đông ấm hè mát, đây chính là đặc điểm độc đáo của Long Thạch Chủng Phỉ Thúy. Loại phỉ thúy trong truyền thuyết này còn có một cái tên vô cùng khí phách, thần Long Chủng. Ý tứ chính là loại phỉ thúy này tựa như thần Long khó có thể tìm kiếm, trân quý vô cùng. Huống chi, khối tỳ hưu Long Thạch Chủng này xuất thân từ nơi xây dựng thanh cung. Là kỳ trân tuyệt thế năm đó từ Hy Thái Hậu ban thưởng cho Tổng đốc Vân Quý, nghe nói vị tổng đốc vân quý này mua nguyên thạch đều có thể khai ra phỉ thúy giá trị xa xỉ không thất bại sư phụ chính là hậu duệ của vị thống đốc này khối tỳ hưu long thạch chủng này đặt ở hội đấu giá giá trị mặc dù không quá trăm triệu cũng phải lớn hơn mấy chục triệu lão nhân này có phải đầu óc bị lừa đá hay không bảo bối trị giá mấy chục triệu cũng dám để chuyển phát nhanh diệp thanh đầy bụng hồ nghi đánh giá tỳ hưu long thạch chủng thân hình như hộ báo Đầu đuôi giống như long hình, vai dài có một đôi cánh chim nhưng không thể triển khai, vả lại đầu sinh một gốc cũng ngửa ra sau, chạm trổ tinh xảo, không thể bắt bẻ. Cất ở trong túi quần điện thoại di động phát ra một tiếng vang nhẹ, sau đó chính là điện tử giọng nữ. Ngươi có một cái tin nhắn, là đọc hay là hủy bỏ? Đọc. Số cuối tài khoản của anh là 967-967, vào tài khoản 2000 không 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 số dư 2 không 3 5 sáu 6 không 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 mẹ nó Diệp thanh thật sự bị dọa hắn khó có thể tin cũng không dám tin tay phải cầm tỳ hưu long thạch chủng tay trái nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra nhanh nhẹn mở khóa mở tin nhắn một mười trăm ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ngàn vạn. Thật sự đến sổ sách hai trăm triệu, cái này đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Diệp Thanh ngơ ngác nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, quy chắc lại truyền đến tiếng hát có người xin gọi video. Ta cưới nàng vào cửa đến, nàng cũng chậm rãi biến xấu, tiền vào túi, liền đừng nghĩ lại đi ra, lời hay một bao tải, làm mười khối hai mươi khối, nói có tiền nam nhân mới có thể biến xấu trước khi kết hôn tiểu ngoan ngoãn đẩy cửa mà vào mỹ nữ quản lý nghe được khôi hài ca từ lập tức cười tê liệt trên mặt đất thở không ra hơi kêu lên lão bản lão bản ngươi đây là cái gì linh âm đừng phát ngốc cái gì nghe điện thoại a à. a à, diệp thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn mỹ nữ quản lý ngồi ở trên sàn nhà áo sơ mi bó sát người trắng như tuyết âu phục màu đen che không được sóng lớn mãnh liệt khép lại đùi đẹp tơ đen ngồi ở trên thảm hai bàn tay nhỏ bé buông xuống thảm, thiếu chút nữa không thở nổi, vội vàng kêu lên. Liễu Nguyệt, mau đứng lên, để cho người ta nhìn thấy, giống như ta làm sao ngươi. Liễu Nguyệt vỗ nhẹ ngực núi non trùng điệp, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Ta thật muốn ngươi làm gì ta, trước khi ngươi kết hôn ngoan ngoãn, sau khi kết hôn cô nãi nãi. Diệp Thanh đưa tay đem Liễu Nguyệt kéo lên, cười khổ nói. Những lời này nếu để cho cha ngươi nghe thấy, còn không sống xé ta vị quản lý diện mạo xinh đẹp tuyệt trần hào sản anh khí này là cô gái kinh đô chân chính còn là sinh viên tại cao chuyên ngành quản lý công thương thanh hoa quan trọng hơn là cha nàng không chỉ là bạn đối khố của cha mình nàng cũng là bạn đối khố của mình mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng thân huynh muội không có gì khác biệt chính là bởi vì biết rõ ngọn nguồn diệp thanh mới đem thạch đầu trai giao cho nàng quản lý chính mình chuyên tâm nghiên cứu tuyệt kỹ mở cửa sổ máy cho phỉ thúy nguyên thạch. Ngươi chỉ có chút lá gan này. Liễu Nguyệt bị lời bài hát quái dị chọc cười, nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống, tức giận nói. Còn không mau nghe điện thoại, để nó vang tới khi nào. Để nó vang lên đi, phỏng chừng lão nhân kia hối hận rồi. Diệp Thanh mới không vội nghe điện thoại, mặc danh kỳ diệu lấy được tỳ hưu long thạch chủng, trời gián tiền phi nghĩa 200 triệu. trăm triệu, con số mà vô số người cả đời đều không kiếm được, cứ như vậy dễ dàng tới tay. Tôi nên mua biệt thự trước, hay là mua lại chiếc Bugatti vây số lượng có hạn kia? Chương 2 Hút máu long thạch loại đế vương lục tỳ hưu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Phạt mau tẩy tủy bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Giá trên trời tiêu vương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Đế vương nước Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Các lông phố đánh cực đá Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Thần tiên khó gãy tất ngọc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Lão già hòm hèm rất xấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Lão thiên gia trò đùa quái đảng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 cực phẩm cao băng hải thiên lam bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test